Anh ơi, em thất bại rồi. Em nhập một lô mỹ phẩm hơn 100 triệu mà giờ không biết bán như thế nào. Thế thì tham khảo chiến lược của Cường nhé. Cường là đại diện của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng ở Trung Quốc. Sau khi ký hợp đồng phân phối độc quyền thương hiệu này ở Việt Nam, Cường mở shop và nhập rất nhiều hàng, hiểu được hành vi, ra quyết định mua hàng mỹ phẩm của phụ nữ không phải vì giá rẻ mà là họ thực sự tin tưởng vào chất lượng hay thương hiệu đó. Hơn nữa, đây còn là thương hiệu Trung Quốc. Cường đã thực hiện một chiến lược bán hàng như sau: với các sản phẩm mặt nạ, dầu gội, sữa tắm, Cường đặt sản xuất thêm các set dùng thử và bán kèm theo combo với lời cam kết khách hàng mua sản phẩm dùng trước sản phẩm test, sau khi trải nghiệm nếu không ưng ý về chất lượng có thể hoàn trả lại toàn bộ sản phẩm và shop sẽ hoàn toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng và tất nhiên cũng sẽ không tính tiền cho sản phẩm đã dùng thử. Đây là chiến lược tung sản phẩm giúp xóa tan rào cản về chất lượng sản phẩm, khiến khách hàng dễ dàng tin tưởng và ra quyết định mua hàng một cách nhanh chóng. Sau một tháng áp dụng chiến lược này, Cường đã bán được hơn 10.000 bộ sản phẩm, đồng thời giúp truyền thông thương hiệu tới thị trường một cách mạnh mẽ. Khi các bạn có sản phẩm chất lượng tốt, hãy là người cho đi lớn nhất thị trường, vì điều dễ nhất để khách hàng mua hàng là họ đã tin sau khi trải nghiệm. Hoàng Mạnh Cường, marketing thực chiến.